Đúng chính. Nhân mà đừng đi đường bên kia, đi đường bên đây, đường đá bụi bên đây thì lên chừng giờ trăm thước tới rồi. Là bên đây đầu cầu hay là qua đầu cầu mới quẹo lên? À, bên đây cầu, đừng qua cầu. Đó, ba cô gái xinh đẹp nhìn lên. À, không mà nghỉ học uổng. Giờ đi làm hết rồi. Ba em này là ở dưới hội thánh Tân Hạnh chứ. Ở đó vậy là ngon lành rồi. Băng hát nổi rồi. Đâu ai hay biết gì phải không? Tối ghé nhà chị. Ghé nào? Ghé nhà chị thấy. Ghé mà con bà nó vô vừa ngọ mùng rồi. Khô chưa để vô khô. Khô rồi đó, tôi dắt rồi đó, gọi đường nội công thăm hỏi. Rồi nè, bưng mãi chưa? Nói gái gái nhìn ai. Thank you.
Rồi. Ấu chín chưa? Chín rồi đó, nãy giờ lâu lắm rồi nhé. Chín rồi, đem ra bàn nước để nó đi, rồi chừng nào ăn lấy dĩa để sẵn rồi chừng nào ăn á. Cái nồi thịt này anh coi cho anh miền chưa? Ấu này là ấu gì? Nó khác cái ấu hả? Mày mua ấu hả? Mua nhộng quắc à? Trời ơi, bố. Ấu của anh mày mua mà ăn phải ngon mới được. Đây, cái này hả? Dạ, dạ, dạ. Đó nó nó. Này nào nước vậy chị? Nấu nước lẩu nó sốt. Ủa cái. Còn này. Hả? Thịt nai không? À này thịt nai. Không ăn đầu giò rồi giờ cái này cái mình. Thôi thịt nai để ăn sao? Thịt nai bổ sung. À cái đó bổ sung vitamin gâu gâu. Cái này là thứ 7 thiếu sợ nè. Vậy? Thấy bà đâu có thấy con này bà sợ bà tội nghiệp chứ đâu có mẹ không giờ sao ăn. Mày gì ta? Luộc cua. Đang luộc cua. Luộc cua nấu lẩu. Gâu gâu nè tiên, tiên, tiên. Gâu gâu nè, chó nè, chó nè. Nước gì được Khánh Huy, Khánh Huy. Trời ơi, bữa nay Khánh Huy đẹp á. Con của mỏ thấy ghê không? Dữ vậy hả? Có ốc nữa hả? Có ốc nữa, nấu cho dữ vô. Tao thấy chân mè phải chân. Chưa tới giờ rồi bà. Chưa gì hết trơn à. Còn không ấy thì bà gom về cho tôi. Tao thấy ốc nó còn cá lóc ngọt rồi đó. Đám cứ chưa làm lễ gì hết trơn, nói chưa có khách rồi. Qua. Qua. 9 giờ mới đi. Bác Bảy đi. Rồi mấy mấy anh đi rồi bà Kiều luôn chi. Sao mới nó bác Bảy vô bệnh viện rồi. Không phải trai. Tư ơi. Mà yếu mà 8 mấy tuổi rồi. Ê có gì sắp tới không à? Nhóc đó phải đó. Không phải tới đây nè. Không phải dầu dầu hà, dở gì dầu mè, dầu điều. Dầu mè. Dầu điều em lẩm hết mẹ rồi. Dầu điều em nấu này không có hết bột ngọt. Kêu em lấy gì, kêu em lấy gì hôm qua là trời. Hết trơn hạt đều luôn hả? Để ngoài để một hàng hàng như thế đấy. Để dạng rồi để rồi đó. Chị có biết gì đó. Ở đây. Chị không biết nói chim đâu. Ông tụi mình. Ở chó ra rồi, ăn chó ở ngoài mày mặn ăn mẹ kêu rồi, ăn không? Ăn không uống cái chưa? Ăn pháp không? Ăn hả? Cái này nhỏ quá, về cho tôi nha. Đừng đem dưới nha. Cái gì vậy?
lên thôi hả? Để khỏe rồi. Chữ thiệt chê. Câu này phải không? Ừ. À, đi lên làm giấy sợ. Con em chế luôn nha. Chế từ từ. Con em nó nói mẹ bớt ngốc nha. Lên chở anh coi nó giải quyết làm sao. Nó giải quyết không ấy thì mẹ nó nói ba coi. Ra vô bên viện là phải ra cho bà ta nữa. Cái này là nó giống mẻ nè, là mình mua con mẻ được rồi hết trơn nè. Đây mới mua con mẻ này đó. Ừ, bà bá bá kêu mình mua con mẻ rồi, bà mua con mẻ vô này vô này vô bà mua sáng không có con mẻ. Con mẻ nói sáng. Ai mua sáng con mẻ. Mua qua rồi. Mua con mẻ. Mua qua rồi. 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 Cái bắt cừ, hôm nay để nghe lớp bán tùm lum nha, bán thì mình cái điện thoại mình để trước đây, không có ở đây mình để cái điện thoại. Bây giờ chưa đến 95 người rồi đó, 7 bàn nè, 95 có ai đâu, 95 mai có thiệt, mai có thiện đúng không? Ê, bữa hả ông hồ à, chưa có trẻ rồi hả? Chỉ có mình chị là nói em trẻ thôi đó. Mai bữa hổm về có ghé bữa Út không? Nghe dì Phượng đó. Nghe dì Phượng không có cầu hiệp rồi ghé nữa. Cái này thiếu miếng phào ấy là được không? Vậy được rồi. Được rồi, cái đó xào thịt bò hả? Chủ nhà nè. Vậy mình đơm chừng vài ba dĩa thôi. Rồi bây giờ có mua mà cất thịt bò chứ cưng chứ đơm ra dĩa chỗ không để. Rồi cắt cắt cắt. Cái này chừng mày cái này mình ra dĩa. Cái dao lấy giùm chị cái dao nhỏ. Chị lấy cái bao tay chị nhậu luôn đi chị lấy. Đây. Nó bỏ tiền nhiều nhiều vô nè. Trời ơi. Dễ cháy. Ủa kiều lên, chiều nào cũng kiều lên. Có 7 bệnh rồi, không có lên được, chiều mới lên luôn. Rồi đi ra dán đi. Ê. Ôi, con ấy đâu rồi? Hả? Làm ít cái thôi. Rồi làm chừng 3 dĩa. Mở tờ qua.
Cái này mình có để mỡ thơm vô không chị Thí? Không mỡ thơm nha, không mỡ thơm chết luôn à. Cái đó nhờ mình mỡ thơm với tiêu. Cái này là chỉ có nước thôi. À, mà đừng. Ai cái mặn mình ngồi nhờ thôi nha. Đó khỏi lên đây. Đây. Không. Nghe. Giờ nó mà sắp chết không vô rồi. Bây giờ mình nghe. Mình phát thôi. Anh nghĩ là cái dốc cộng cộng được không nha. Đây nè, đây nè. Rồi vô luôn. Tháo ra cái gì? Đây nè, đây nè. Rồi. Là mày đơn đơn cam mà lên chung cao hơn. Không phải phải chị vì sao tôi vì sao tôi hưởng hôm nay. Trên chốn cao hơn là hai mấy ạ? 242. Có dữ quá. Vậy à, vậy à. Lấy cái thao gì đựng đỡ rồi. Lấy cái gì cho bán đi. Vô lấy cái đạp gió mặt nó chặt nó quay lên. Lấy màu bánh vậy có đây đạp tôi giá thử rồi. Rồi, đây không? Thấy luôn. Chưa còn đây để dọn hết cái này. Thêm cái này bự nữa nè. Để là mẹ chưa. Mấy cái đó. Chặt cái nào trước ta, cắt cái đầu ra đi là chặt phía trên trước hả? Dạ, đúng hả? Bánh bò đó nha. Có bánh bò cho em đông rồi. Đông rồi. Giờ bưng vô đây đi. Có cái thao nào không? Để cho em. Nửa ly thôi nha. Quay. Rồi. Lâm Kiều ơi, chú Bảy bệnh sao Kiều? Ủa cái thằng này làm gì vậy Lâm? Ê, heo quay, heo quay. Có cái nào Kiều đâu lên chưa? Dạ.
thấy vậy? Dạ, vô chưa? Dạ. Dạ. Độ chặt năm 7 bàn đi. Chị xin lỗi thì nó có bọc bự bự giống nãy như dây chừng thì em bỏ thì mình đi nó sợ. Ừ, đây quay cũng ngon nè. Đây quay ngon quay trên tí á. Hai chồng tí giữ nhà giữ heo qua bắt con heo chết ăn cho con. Cái lè đó hả? Không phải lè, con mẹ nó giục thời nó cắn con nó luôn. Cắn chết hai con qua nè. Nhập đi, nó xuống nè, nó xuống hộ. Dạ, cứ đi ngang gì nghe chị. Bây giờ xả khổ đi, xả khổ ra, đâu phải xả xuôi á. Xuôi 2000. Ủa cái đó rồi nãy xuôi lại. Thấy không, thấy không, cũng chị á. Không chịu, rồi kêu người ta làm lại. Thôi, xáo quá. Cái này đấy nha. Người ta làm đúng rồi à, thấy. Nè bà thấy không? Cái này phút một cái dao, một cái dao á. Hiện cái... Bự quá, bự quá rồi. Từ từ. Từ từ nó nhỏ lại. Lấy dĩa hút để luôn, lấy dĩa thầy. Con heo này ngon. Vừa mở dĩa. Lấy dĩa bánh bò để thịt heo vô. Heo này của cho anh chị tí nè. Hả? Bữa cho anh chị tí nè. Con heo này của chị tí hả? Ừ. Ồ, heo ngon hết chứ. Hả? Vừa đều đều hút để là có chính còn cái bên nè con phụ phụ à rồi sao sao lấy chứ mà nó mềm dữ vậy ta mở lên mở dữ là bự quá hút ngon à. Chị ngon không? Không, chị lon chứ không có ăn mỡ. Một cái hành, cái tỏi. Cái đó chắc hành, nó có cái màu nấy em. Cái này là thơm ghê luôn. Ừ, nó lại đẩy đi. Tỏi là cái gì cũng hết trơn á. Chả cá xay. Trong còn hai cái liên quan thì xin mời gia đình cũng như quý quan khách cũng như họ tánh chúng ta bước vào bên trong để chuẩn bị cho chương trình lễ cảm tạ Bác Chúa. Cho bình trà anh Trung. Chương trình lễ được diễn ra vào lúc 9 giờ thứ bảy ngày 6 tháng 7 năm 2024 tại Tư Gia, ấp An Thái, xã An Thánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chương trình lễ theo nghi thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội An Quốc Thuận chương trình lễ cảm tạ Chúa và mừng thọ 87 tuổi của cụ bà Thái Thị Lần. Kinh Thánh được chép trong Thi Thiên chương 92 từ câu 12 đến câu 15. Câu gốc:
trong Kinh Thánh, sách Thi Thiên chương 92. Chúa Trời chúng ta giàu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được hạnh mậu và xanh tươi. Sự lễ mục sư Trần Duy Khang, quản nhiệm hội thánh Tin Lành An Phú Thuận. Xin trân trọng kính chào hội thánh cũng như toàn thể quý vị quan khách. Trước tiên tôi xin thay mặt cho hội thánh Chúa cũng như gia đình kính chúc toàn thể quý vị nhân ngày lễ cảm tạ Chúa và mừng thọ cho cụ bà Thái Thị Lành được tràn đầy phước hạnh Chúa ban. Cầu xin Chúa ở cùng trên gia đình bà và toàn thể quý con dân của Ngài. Kính thưa hội thánh, quý vị văn khách và gia đình, được sự cho phép của gia đình, sáng nay hội thánh đến tại Tuy Gia để cử hành chương trình lễ cảm tạ Chúa và mừng thọ 87 tuổi cho cụ bà Thái Thị Lành. Cảm tạ Chúa, tác giả Thi Thiên đã viết: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Cảm ơn Chúa đã ban ơn và gìn giữ cụ bà Thái Thị Lành, năm nay đã 87 tuổi. Tuy tuổi đã cao nhưng sức bà vẫn còn khỏe và rất minh mẫn, vẫn trung tín đi nhắm lại thờ phượng Chúa hàng tuần với hội thánh. Và tuy có nhiều biến cố thăng trầm, đến lúc bà cũng có sự đau bệnh trong thân thể, nhưng cảm tạ Chúa đã ban ơn tìm sức mới và gìn giữ trên gia đình, đặc biệt trên cụ bà ở đây. Buổi sáng hôm nay, với lòng biết ơn Chúa, gia đình đã tổ chức lễ cảm tạ Chúa và mừng thọ 87 tuổi cho cụ bà. Đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Để bắt đầu cho chương trình lễ cảm tạ Chúa hôm nay, kính mời toàn thể hội thánh, quý khách dự và gia đình tôn vinh Chúa thánh ca số 28. Chúng ta tôn vinh Chúa câu 1, câu 2, ý đàn dạo tiếp tục câu 3 của bài thánh ca số 28. Phúc quyền từ trời xin chạy vào lòng. Sư Trần Duy Khang, quản nhiệm hội thánh Tin Lành An Thuận đến trước máy cầu nguyện thờ lễ. Hồi khen ba ngôi Chúa Trời Chúa Thánh, đến hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi.
nghe lại Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ thương xót. Bởi lòng nhân từ thương xót, Ngài không muốn cho mọi người chết mất trong tội lỗi. Ngài muốn mọi người ăn năn để được cứu. Vì cớ đó, Chúa đã sai con Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này để chịu chết đền tội thay cho chúng con. Để chúng con là những kẻ tin nhận Chúa Giêsu, tin vào dòng huyết báo vô tội của Ngài đổ ra thì cho chúng con. Chúng con có lòng tin quyết nơi Chúa, chúng con ăn năn tội, tiếp nhận Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống con, để chúng con được trở nên làm con cái của Chúa Trời, được hưởng biết bao ơn lành phước lạ trong Ngài, được Chúa yêu thương, chăm sóc, gìn giữ, bảo mộng chúng con mỗi ngày từ khi còn thơ ấu cho đến đầu râu tóc bạc, Chúa vẫn còn bảo mộng chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay, trong ơn lành của Chúa, Chúa cho gia đình với lòng biết ơn Chúa đã gìn giữ, chăm sóc, bảo vệ gia đình. Nhất là Chúa cho cô bà Thái Thị Lành được hưởng thọ 87 tuổi. Với lòng biết ơn Chúa, gia đình có buổi lễ cảm tạ dâng lên cho Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời hiện diện ở cùng dẫn dắt tất cả mọi người con chúng con, để chúng con bước vào trong sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Ngài cũng ở cùng trên gia đình, ở cùng hết thảy con dân yêu dấu của Chúa, để mọi người chúng con bước theo Chúa mỗi ngày, kinh nghiệm nếm trải ơn thương xót của Ngài càng hơn trên đời sống của chúng con, để chúng con trung tín theo Chúa, thờ phượng hầu việc Ngài, noi theo đức tin của tổ phụ, ông bà, cha mẹ, để cùng nhau hầu việc Chúa Trời cho đến khi Chúa đến. Xin Chúa ở cùng với ông Võ Thanh Trường để hướng dẫn chương trình, dẫn chúng con vào trong sự thờ phượng đẹp lòng Chúa, ở cùng với hết thảy con dân của Chúa, ở cùng với cách dự, cách mời buổi sau nay, để chúng con cùng tập trung chú ý bước vào sự thờ phượng đẹp lòng Chúa, và xin Chúa cho chúng con có lỗ tai thiêng liêng để lắng nghe lời của Chúa, để chúng con học biết, chúng con vâng giữ làm theo, để đời sống chúng con được Chúa con cảm tạ ơn Ngài. Một lần nữa chúng con cầu xin Chúa hiện diện ở cùng trong thời giờ này, tức là các anh chị em trong gia đình đang trên đường đến đây, Chúa cũng cho đến kịp lúc để tham dự chương trình lễ cảm tạ buổi sáng nay. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con kính dâng mọi sự trong tay Chúa và từ tâm hiệp một phần nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng mời thầy có bị động an toàn. Khi vào cơn sóng gió của khắp xung quanh bạn đây, hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đếm các phước lành thiên phủ ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Hãy đếm các ơn phước Chúa ban là chủ đề bài thánh ca số 674. Mời Bảo Thánh đồng ngợi khen Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài về những ơn phước mà Chúa đã ban trên đời sống của chúng ta. Bảo Thánh đồng Chúa câu 1-2 nghe giáo đài tiếp tục ngợi khen Chúa câu 3 của bài thánh ca 674. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để tiếp tiền nghe lời Chúa. Xin kính mời Hội Thánh và quý vị quan khách đồng đứng lên. Tôi xin được phép tuyên đọc lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh sách Thi Thiên chương 92 từ câu 12 đến hết câu thứ 15. Thi Thiên chương 92 từ câu 12 đến hết câu thứ 15. Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được hạnh mậu và xanh tươi, hầu cho tỏ ra Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa. Câu gốc trong Kinh Thánh sách Thi Thiên chương 92 từ câu 13 đến hết câu thứ 14. Mời Hội Thánh cùng toàn thể quý quan khách cùng tập trung câu gốc một lần có trong tờ chương trình. Thi Thiên chương 92 từ câu 13 đến hết câu thứ 14. Xin chúng ta đồng khởi sự. Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Do đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được hạnh mậu và xanh tươi. Nhưng trong đoạn Kinh Thánh trên, với chủ đề được trồng trong nhà Chúa, xin cho kính mời mục sư chủ lễ, mục sư Trần Dương Khang có lời Chúa đến gia đình nhân ngày lễ cảm tạ Chúa và mừng thọ hôm nay. Mời toàn thể quý vị an toàn. Thưa Hội Thánh, thưa cụ bà Thái Thị Lành, quý quý cũng như toàn thể khách mời, cảm tạ ơn Chúa buổi sáng nay chúng ta có mặt trong gia đình này để hòa lòng với gia đình, dâng lên Chúa lời cảm tạ, lời khen vì Chúa đã yêu thương, chăm sóc, gìn giữ, ban ơn trên gia đình tất cả các thành viên ở trong gia đình, nhất là cụ bà Thái Thị Lành ở đây. Chúa cho bà đã hưởng thọ, đã sống 87 năm ở trên đất. Chúa cho được khỏe mạnh, dù rằng trong thân thể có những lúc đau ốm, bệnh tật. Ở vì Kinh Thánh cho chúng ta biết đời người 70 mạnh khỏe đến 80, nhưng bất quá chỉ là những sự lao khổ buồn thảm. Và Chúa cho bà vượt qua con số này, đó là điều mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi người, Chúa sẽ chỉ định cho mỗi người sống bao lâu trên đất. Và chúng ta cũng phải biết rằng cuộc đời của Chúa đặt để chúng ta trên đất này để làm vinh danh Chúa, làm sáng danh Ngài. Dù ít, dù nhiều, điều đó không quan trọng. Nhưng quan trọng là mỗi cuộc đời của bao nhiêu chúng ta để làm sáng danh Chúa, tận dụng cơ hội ơn ban của Chúa ban cho để thờ phượng, để hầu việc Ngài, để danh Chúa được tỏa sáng và nhiều người được cứu thêm vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời qua mỗi cuộc đời của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, như Ngài vui mừng cảm tạ Chúa của gia đình và mừng thọ của bà Thái Thị Lành từ sau này, tôi muốn dùng lời Chúa ở trong Thi Thiên 92 từ câu 12 đến câu 15 để chúng ta cùng nhau suy gẫm với chủ đề là được trồng trong nhà Chúa. Thi Thiên 92 tác giả cho chúng ta biết những kẻ ác dầu có thành vượng nhưng đến lúc nào đó cũng sẽ bị hư mất đời đời, còn người công chính, người công bình sẽ được thành vượng, sẽ được ở trong nhà của Chúa, được Chúa chăm sóc, gìn giữ, nuôi nấng, bảo vệ và Ngài hứa ở với chúng ta. Bởi vì Chúa chúng ta là đấng công chính hoàn hảo. Từ sáng nay tôi muốn nói đến ba điều ngắn gọn để chúng ta cùng suy nghĩ, đặc biệt là gia đình của cụ bà Thái Thị Lành và chính bản thân bà. Thứ nhất là được trồng ở trong nhà Chúa.
có nghĩa gì. Thứ hai đó là ai là người được trồng ở trong nhà Chúa. Điều thứ ba đó là phước hạnh của những người được trồng ở trong nhà Chúa. Kính thưa hội thánh và gia đình, khi nói đến được trồng ở trong nhà Chúa có nghĩa là một người đó được ở trong sự hiện diện thánh của Ngài. Người đó ở trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, trong mối tương giao mật thiết với Chúa. Là người đó có mối liên hệ mà Chúa Giêsu nói rằng như gốc nho và nhánh. Bởi vì chúng ta biết rằng dân sự của Chúa khi xưa không phải bất cứ ai cũng được vào ở trong hành lang của Chúa, nhà của Chúa. Và không phải ai cũng có thể bước vào trong nơi thánh và nơi phi thánh. Chỉ có thầy tế lễ và thầy tế lễ thực phẩm hàng năm mới được vào nơi phi thánh mà thôi. Cho nên được ở trong nhà Chúa là một phước hạnh. Được ở trong nhà Chúa là nó rất mối liên hệ, mối tương giao mật thiết với Ngài, để chúng ta nhận được sức mới của ban cho, để chúng ta có mối liên hệ thông công mật thiết với Ngài, để như lời cầu xin của chúng ta được Chúa nghe và Ngài nhận lời trong những đau ốm và sầu. Tôi tin rằng bà Năm đã luôn tương giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa và đổ nước mắt mình với Chúa vì những nan đề của chính mình, của gia đình. Có phải không bà Năm? Tôi tin chắc điều đó. Bởi vì là hầu Chúa chỉ cho có thể nhìn biết tấm lòng đời sống đức tin của con cho chúng tôi, để mà quan tâm nâng đỡ chăm sóc để cho ăn cũng giờ bằng lời của Chúa. Được ở trong nhà của Chúa cũng nó đến được sự bảo vệ, được sự chăm sóc, được sự gìn giữ, được sự che chở dẫn dắt của Chúa. Đức Chúa Trời chúng ta đang thờ phượng là một Đức Trời quyền năng cao cả, là vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa, quyền năng thuộc về Ngài. Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính, là Đức Chúa Trời yêu thương, là Đức Chúa Trời thánh khiết và thần tính. Cho nên Chúa với chúng ta, Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đóng lại xung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Và David cũng nói trong Thi Thiên 34 câu 19, đó là người công bình bị nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va giải cứu người khỏi hết. Dân xe khi đối diện với những sự đói kém, đối diện với hoàn cảnh tập bớ, Chúa bảo họ luôn ở trong xứ nuôi mình bằng sự thành tín của chúng đời. Bởi vì Chúa chúng ta là đấng thành tín, Ngài hứa với chúng ta Ngài sẽ ở với chúng ta, Ngài chăm sóc chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta, không để cho một người nào thiếu thốn. Đó biết ông đã dùng chính kinh nghiệm của mình, ông nói rằng trước tôi trẻ, rài đã già, nhưng chẳng thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người bị ăn mày. Mỗi người trong chúng ta đều có những lúc hoạn nạn, thử thách, những lúc khó khăn đến trong đời sống của mình. Nhưng chúng ta biết chắc rằng Chúa luôn yêu thương mỗi cuộc đời chúng ta, Ngài luôn chu cấp, Ngài không để cho chúng ta thiếu thốn, đói khổ đến phải đi ăn mày. Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta, Chúa tiếp trợ cho chúng ta một cách diệu kỳ, cách này hay cách khác. Hãy tin cậy Đức Chúa và làm điều lành ở trong xứ và nuôi mình vào sự thành tín của Ngài. Nhiều lắm quý bà cho em nhiều câu kinh thánh Chúa hứa với chúng ta, Ngài chăm sóc, Ngài che chở, Ngài bảo vệ, Ngài giải cứu chúng ta.
Dù rằng cái lúc chúng ta bị tai nạn, bị hoạn nạn, thử thách đến trong đời sống, nhưng Chúa sẽ giải cứu hết cho chúng ta. Ngài không để chúng ta lạc lõng, bơ vơ, mồ côi. Chúa ở với chúng ta, để ở trong chúng ta, để bảo đảm cho chúng ta. Điều thứ hai, ai là người được trồng ở trong nhà Chúa? Trong câu 12, đầu tiên đó là người công bình. Tôi quý hội thánh, tôi quý quan khách. Chỉ có người công bình mới được trồng ở trong nhà Chúa mà thôi. Làm thế nào một con người tội lỗi, yếu đuối bất toàn? Nói như David, ông nói trong Kinh Thiên 51 câu 5, tôi sanh ra trong sự gian ác, kìa mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Một con người tội lỗi bất toàn yếu đuối làm sao là một người công chính được? Làm sao một tội nhân trở thành một người công chính được? Thưa quý hội thánh, sự công chính của con người như là một chiếc áo dơ bẩn, áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời, để đến công chính toàn hảo. Có phải chúng ta nhờ việc lành, có phải chúng ta nhờ tu tâm tích đức, có phải chúng ta nhờ tin theo một tôn giáo nào đó của con người mà chúng ta được xưng công chính chăng? Chẳng hề như vậy, thưa quý vị. Nếu chúng ta nhờ việc làm, nhờ việc lành, nhất là nhờ cái luật pháp, thì chúng ta phải làm trọn luật pháp. Mà là điều này không thể. Kinh Thánh khẳng định rằng chẳng hề có ai chạy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta không nhờ việc lành, không nhờ tu tâm tích đức, không nhờ giữ cái luật pháp, không nhờ niềm tin bất cứ tôn giáo của con người nào để nhờ đó xưng công chính trước mặt Chúa Trời. Vì luật pháp cho con người biết tội lỗi, luật pháp là thầy giáo để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Chỉ duy bởi ân điển, phương pháp từ tình yêu của Chúa Trời, chúng ta được cứu, được xưng công chính mà thôi. Chúa Chúa Trời là người của tự yêu. Trong Roma đoạn 5:8, con người đã rằng, nhưng Đức Chúa Trời có lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Khi hết thảy chính mình tôi cũng như quý ông bà chị em còn là người có tội thì chúng ta bị yêu thương Ngài đã bằng lòng đến trần gian này để chịu chết để tội cho chúng ta. Và sứ đồ Phaolô khẳng định ở trong Ê-phê-sô đoạn 2:8, ấy là nhờ ân điển và đức tin mà nên được cứu. Điều đó không phải đến từ em, đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và ông khẳng định một lần nữa trong Roma đoạn 3:24, và họ được ân điển là được xưng công bình với công và sự chuộc tội đã làm sợ trong những chuyên nghiệp của Chúa. Tất nhiên tôi nghĩ chúng ta đáng được hiện tại sự yêu thương chúng ta là ban mặt ơn của Đức Chúa chúng ta và sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để cứu chuộc mọi người trong chúng ta. Và nếu chúng ta được ơn cứu chuộc đó thì chúng ta đã tin mình Chúa một cách chắc chắn như của bạn ở đây. Theo tôi được biết thì sinh ra trong một gia đình chưa có Chúa trong mà đó, bà theo chồng tin nhận Chúa. Trước đây bà là người ngoại, không có mối liên hệ với Chúa, không hưởng được những ơn huệ trong Ngài. Nhưng kể từ khi bà tin Chúa một cách cá nhân, bà được trồng trong nhà của Đức Giê-hô-va, được trồng trong hành lang của Chúa. Trước đây bà không được vào trong người ngoại thì không được vào trong hành lang của Chúa đâu. Chỉ có dân sự của Chúa mới được vào hành lang trong đền thờ mà thôi. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cho bà biết đến Chúa, tin nhận Chúa một cách cá nhân, nếm trải những ơn phước, những tháng năm theo Chúa cho đến ngày hôm nay, để dâng lên Chúa lời cảm tạ, lời khen cùng với gia đình. Chỉ có đức tin nhờ đó, bởi điển, nhờ duy ân điển
nhờ ơn đấy bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Mà thôi tôi quên ông bạn chưa. Cho nên tôi cũng kêu gọi khích lệ quý các con, các cháu của bạn là những người chưa biết Chúa, chưa từng tuyên xưng đức tin mình nơi Chúa, thì hãy đến với Chúa Giêsu, tin nhờ Ngài để hưởng được ân điển cứu độ của Chúa, để được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va. Và điều thứ ba đó là phước hạnh, là kết quả những cái được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va, đó là gì? Người công chính sẽ hưng thịnh như cái kè, lớn lên như cây bá hương Liban. Người công bình sẽ mọc lên như cái kè, lớn lên như cây hương nam trên Liban. Cái cây kè biểu tượng cho vẻ đẹp, cho sự sung túc kết quả. Cái kè cùng họ với cây trà lạ, nên biết rằng đó là những cái cây nó cùng họ với nhau. Quý ông bà chị em có thấy cây trà lạ không? Nó, khi mà nó sai trái như thế nào? Ô, rất là sai trái, rất là sung túc, sung mãn. Nó cái kè, cái trà lạ biểu tượng cho cái vẻ đẹp, như đẹp. Mình biết đi đường mình thấy cây kè bạc không? Cây kè bạc đó người ta hay trồng khiển đó, thấy đẹp không? Đẹp lắm. Người công chính kết quả được trồng ở trong nhà Chúa sẽ hưng thịnh như cây kè và lớn lên như cây hương nam Liban. Cây hương nam hay còn gọi là cây bá hương, cây tuyết tùng, mọc tại vùng núi của Liban ngày nay, Lebanon ngày nay. Thời xưa người ta đã sử dụng nó để làm gỗ, như Salomon cũng đã sử dụng cây bá hương này để làm gỗ xây đền thờ cho Chúa. Rất là quý, nó sống thọ, nó cao lớn, đẹp đẽ. Có thể chu vi có thể 12 đến 14 sải tay của con người ta, rất là lớn. Nó cao 35 đến 40 mét. Nói đến cây bá hương hương nam này, nó là biểu tượng cho nó đến sức mạnh và cái sự trường tồn. Cho nên người công chính sẽ hưng thịnh như cây kè, sẽ lớn lên như cây bá hương ở Liban. Và người công chính sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời xuống tăng. Tức là những cái được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời xuống tăng. Dầu đến tuổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái được hạnh mậu và xanh tươi. Bà của bà Thái Thị Lành năm nay 87 tuổi, tuổi già tóc bạc. Và Chúa hứa rằng người công chính giàu đến tuổi già bạc sẽ còn xanh bông trái, tức là sẽ còn đơm hoa kết trái, sẽ được hạnh mậu, sẽ được thương tịnh và tốt tươi. Chúng ta suy nghĩ điều này như thế nào khi mà đền đời mà Chúa hứa với chúng ta. Chúa siêu ban phước cho những kẻ kính sợ Ngài. Ngài sẽ chăm sóc, Ngài sẽ gìn giữ, Ngài bảo vệ. Ngài sẽ cho họ được hưởng những phước lành, gia đình, con cháu, cả phước thuộc thể lẫn phước thuộc linh. Nhưng điều quan trọng hơn hết là phước thuộc linh, tức với ông bà anh chị em không phải là thuộc thể. Bởi vì thuộc thể thì nó sẽ chóng tàn mau qua. Nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ có phước thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta. Phước hạnh sự thịnh vượng Chúa ban cả hai phương diện, thuộc thể và thuộc linh. Trong Ê-phê-sô thì Phao-lô cho chúng ta biết Ngài sẽ ban phước cho chúng ta mọi ơn phước thiêng liêng từ các nơi trên trời cho chúng ta. Ở trong Đức Chúa Cha, chúng ta được lựa chọn, kêu gọi để làm con cái của Đức Chúa Trời, được ban cho địa vị công nuôi của Ngài. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta được sự cứu rỗi, được sự bảo đảm, được sự tha tội bởi dòng huyết báo vô tội của Ngài. Ngài ban chúng ta một sự khôn ngoan thông sáng để hiểu biết ý muốn của Chúa Trời. Và trong Chúa Thánh Linh Ngài ban chúng ta, Ngài bảo đảm chúng ta là con cái của Chúa Trời, để trong ngày Chúa đến chúng ta được ấn chứng
và Ngài cũng ban chúng ta những cái ơn tứ thuộc linh để chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời nữa. Ở đây tác giả nói rằng dầu đến tuổi già bà có sẽ còn xanh bông trái được thành màu và xanh tươi. Chúng ta đừng nghĩ về cái gì thuộc thể, chỉ có thuộc thể xanh được là già, chỉ có ai Abraham và Sarah thôi. Và đến đó cũng gì thuộc linh năm à, chúc cho cảm ơn Chúa tuy không nhiều nhưng vẫn có các con cháu của bà, từ chính con cháu bà con dòng họ này rất là nhiều rồi, nhưng con cháu của bà cũng có những người được chế lên để hầu vị Chúa, được hạnh mộ, được sanh tươi, được đông trái đơn hoa phúc trắng. Cháu ngoại của bà là các sự Nguyễn Hữu Thi, trước đây đã gắn bó hầu vị Chúa và hiện tại cũng đang làm các sự hầu vị Chúa. Đó là những bông trái trong dầu rối da bà còn xanh bông trái được hạnh mộ sanh tươi, đó là như vậy. Và tôi cũng được biết rằng trước đây những cái đoạn khó khăn ở trong khi mà thời cuộc phương tiện đi lại khó khăn, gia đình cũng đã có những người như là cậu Út để có thể dùng ghe để mà thể đưa chở con cái của Chúa đi thờ phượng Chúa nữa. Đó là những bông trái, những kết quả của những con người kính sợ Chúa và nhiều con cháu khác nữa. Cho nên buổi nhân lễ cảm tạ buổi sáng nay tôi khích lệ quý con cháu của bà nhớ lại những ơn phước Chúa ban cho về những cái phước hạnh của những kẻ được trồng trong nhà Chúa để mà trung tín thờ phượng hầu việc Chúa Trời. Nếu chúng ta vì lý do đó có sự chuyển mạng, có bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng, thì xin Chúa thăm viếng để trở lại thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, noi gương theo mẹ theo bà của mình, để kết quả bông trái còn mãi luôn, trái cái người thường đậu luôn, trái cái người thường đậu luôn, khi chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Điều đó để chứng tỏ rằng Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, Ngài là hòn đá tôi, trong Ngài chẳng có sự bất nghĩa, Ngài luôn công chính, trong Ngài không có sự chẳng có sự bất nghĩa, tức là trong Ngài luôn có sự công chính, công nghĩa, để tỏ ra Chúa là đấng ngay thẳng, là đấng thánh khiết công chính toàn hảo, được trồng trong nhà Chúa. Còn xin Chúa ở cùng bà Phước trên bà Năm cũng như hết thảy quý gia quyến, quý hội thánh và khách dự, khách mời vui sau này, để chúng ta thấy rằng được trồng trong nhà Chúa là một phước hạnh lớn lao Chúa ban cho, ơn của đội Chúa ban cho, để chúng ta bước vào trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Vì duyên và ơn điển nhờ đức tin mà thôi, và kết quả thật là phước hạnh Chúa ban cho những kẻ kính sợ Ngài. Ngài sẽ bảo vệ, gìn giữ, chăm sóc, Ngài sẽ bao mỏng chúng ta từ khi còn thơ ấu cho đến đầu râu tóc bạc. Ngày xưa còn một phước trên thảy một thánh cũng như gia đình, tức là bà Năm, để bà vui hưởng tuổi già, Chúa ban cho khích lệ cầu thay cho con cháu của mình để trung tín thờ phượng hầu Chúa cho đến ngày Chúa trở lại thống thần phát lộc. Tôi biết đấng tôi đang tin, tất cả 262 sẽ được ban hát gia đình tôn vinh Chúa. Xin kính mời con cháu của bà Năm đến để tôn vinh Chúa trong giờ này. Đây là con cháu, mình cứ lên tôn vinh Chúa, con biết phải là từ ngoái mà năm nay con cháu của gia đình, dạ được, là con cháu là anh chị em gia đình được. Năm nay mời lên, lên tôn vinh Chúa, luôn đây lên lên sân. Thì xin mời mấy con nữ là gia đình nam đứng sau, nữ đứng trước đi, nữ đứng trước. Chúng ta đứng sau này nhìn nha.
Cảm ơn mục sư chúng ta đã có lời Chúa và quý báu cho chương trình lễ cảm tạ Chúa, và đặc biệt mừng thọ 87 tuổi của bà Thái Thị Lành. Lời Chúa đã an ủi và khích lệ rất nhiều trên bước đường hầu việc Chúa của cụ bà cũng như gia đình. Giờ này xin kính mời chấp sự Võ Sê Sa đến để cầu nguyện đáp ứng lời Chúa hôm nay. Để giữ sự kính cẩn trước Chúa, xin chúng ta đứng lên cùng với tôi trong sự cầu nguyện. Ngợi khen cha từ ái chúng con, để chúng con đang kính mến thờ phượng và thờ phượng. Cảm Chúa đã thương xót lớn lao của Ngài trên mỗi một cuộc đời của chúng con, là những kẻ thuộc về Ngài và đến sự Ngài. Cảm ơn Chúa, trong đó có bà Thái Thị Lành ở đây. Và bà muốn thể hiện lòng biết ơn Chúa, dâng lên Chúa lời ngợi khen và cảm tạ. Nên trong buổi sáng hôm nay, bà và gia đình tiếp cùng với hội thánh để tổ chức buổi lễ cảm tạ mừng thọ lần thứ 87 của mình. Xin Chúa đầy ơn thêm sức mới trên bà, để cho bà luôn có đức tin vững vàng trong Chúa trong suốt cuộc đời của mình theo Chúa trên đất này. Và qua sự phản tỏa đức tin của bà được gia cho con cháu học từ của mình biết đến các ân phước mà Chúa đã ban đã làm cho nó được đời của mình, hầu cho được lần kính mến Chúa càng hơn trong những tháng ngày sắp tới cho cuộc thảo ban ngày. Và thì giờ này chúng con xin hiệp nhau lại để dân buổi lễ này như dân bà trong bàn tay yêu thương dắt dạy của Chúa mỗi ngày, chúng con thành tâm cầu nguyện nhân dân Chúa Giêsu. Và toàn thể ăn tỏ nhân được ăn tạ Chúa và mừng thọ hôm nay, để họ thánh xin lành an thượng cũng có món quà để tặng gia đình. Xin mời đại diện hội thánh, tiếp đó xin mời đại diện quý gia đình đến để có quà tặng cho cụ bà nhân ngày lễ cảm tạ hôm nay. Theo là một sự quán niệm của bà cũng như bà Năm, con cũng xin phai cho hội thánh nhân dịp lễ cảm tạ Chúa bằng họ làm thứ 87 của bà. Thì Chúa ở nơi chúc phước ban cho bà những ấm dưỡng ơn phước đến cho các con, các cháu của bà cũng như tất cả những người xung quanh ở đây, là những người chưa biết đến Chúa, để họ thấy bà, gia đình bà về nào á lớn lao thực tế được ở tại địa phương ở đây. Thì con muốn quà tặng cho bà. Còn phần quà của quý gia đình thì do thời gian cũng có hạn thì chút xíu gửi cho cụ bà và gia đình sau. Thay cho gia đình, mời đại diện đến để gửi lời tri ân đến hội thánh cũng như quý vị quan khách trong giờ này. Xin mời đại diện gia đình. Đại diện cho bà ngoại cũng như gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến hết thảy quý ông bà anh chị em, cũng như gửi lời cảm ơn đến cô Kiều cũng đã hỗ trợ cho bà ngoại bữa tiệc ngày hôm nay. Xin cũng gửi lời cảm ơn đến hết thảy quý ông bà đã nhận lời mời cô bà ngoại đến đây dự tiệc cùng bà ngoại, cùng vui niềm hạnh phúc của bà ngoại. Và giờ đây xin cảm ơn hết thảy quý ông bà anh chị em cũng đã đến dùng. Và sau khi xong buổi tiệc hôm nay
Xong buổi lễ hôm nay chúng ta cùng nhau ở lại để dùng buổi tiệc không công nhẹ. Một lần nữa xin kính mời Hòa Thánh, quý vị đoàn khách và gia đình đồng đứng lên. Chúng ta tiếp nhau qua bài cầu nguyện chung. Sau đó, tôn vinh Chúa Thánh ca số 23, tôn vinh chân thành. Và cuối cùng kính mời mục sư Trần Duy Khang đến chiếc máy để chúc phước. Xin mời toàn thể chúng ta đồng khởi sự. Tại cha chúng con ở trên trời, danh cha được tôn thánh, nước cha được đến, ý cha được lên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay được ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ mà tội cùng chúng con, xin chỉ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền nghĩa được quyền cha đời đời cuối cùng. Amen. Tôn vinh chân thành nguồn ngàn vô đơn, dưới đất chúng con cùng hát khắp nơi, trời cao cung chung ca lời ba ngôi. Chúa Cha và Con với linh muôn đời. Nguyện xin Chúa Trời ba ngôi ban tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, ơn điển cứu rỗi vô lượng vô biên của Đức Chúa Con, sự cảm thông ấn chứng thêm sức ban ơn tứ của Đức Thánh Linh ở cùng hết thảy mọi người trong xuống con, đặc biệt ở cùng cô bà Thái Thị Lành, để trở nên những ông dẫn ơn phước, trở nên người đem đến niềm vui kích lệ và dắt đưa nhiều người về Chúa qua cuộc đời của bà và mỗi cuộc đời của chúng con, để danh Chúa được cải sáng, nhiều người được cứu từ nay đến ngày cứu Chúa Giêsu Christ tại lòng. Chương trình lễ cảm tạ Chúa và mừng thọ 87 của cô bà đến đây đã kết thúc. Cảm ơn toàn thể quý vị đến dự và chung vui với gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngồi ngồi chưa anh? Dạ, trước khi chúng ta dùng bữa xin mời sự vụ lên ông Dũng hai cho chúng ta cầu nguyện tại ơn Chúa chúng ta dùng bữa. Yêu thương chúng con từ buổi mới sinh ra trở lên đầu lâu tóc bạc cũng vẫn còn mãi yêu thương chúng con. Cảm tạ ơn Ngài trong đó có thằng Năm đã được Chúa yêu và từ đó và trở nên là những cây thuận mẫu ở trong nhà của Chúa và dẫn dắt con cháu đi trong đường lối của Chúa thật là tốt thành. Cảm tạ buổi sáng hôm nay và đã cảm tạ ơn Chúa vì những chủ lễ và đã dâng lên cho Chúa đẹp lòng. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau vui mừng vì lễ cảm tạ và xin Chúa ban ơn cho chúng con có những phật tử và chúng con có được những chú ca thuốc cho chúng con có sức mới để tiếp tục cầu Chúa trong những ngày hôm nay. Chúng con cảm tạ ơn những kính chào và ban sức khỏe cho bà trong những năm tháng tuần lễ của cuộc đời. Chúng con thành công cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Quen chốc đi nào. Tôi mới đẩy qua qua cái ngày sau chẳng có chục cái ngày thôi nước lâu mưa gió mấy cái nhỏ nha bác Năm đi qua bạn này là bác Năm quay bác Năm con Dương con
qua đây cho bác Năm. Bác Năm qua bạn này đi quay phim cho. Bạn này đứng nè. Gắp cục bự vô. Ăn rau không vậy? Đây, mình đẹp mới quay đó. Ờ. Ừ. Ừ. Thấy quay phim cái toàn là ăn rau không mà. Là người nào xấu đâu quay rồi. Không có thấy quay phim á gấp rau không à. Kỳ thiệt chứ. Xíu đi ngồi chúng anh. Không quay phim. Gấp thịt không à? Ủa lộn gấp rau mà không gấp thịt vậy trang á. Xem vô luôn đi đất ơi. Xem đất rồi coi. Bên đây là đấy. Con mới đi qua bên bạn đó. Đó con chạy bạn mà, con căn nhà mà. Có vậy mà. Không được mẹ ơi, không được mẹ ơi. Căn nhà mà. Qua tình tình. Rồi chấm đi bỏ miệng. Bỏ miệng này ăn sao? Ủa tưởng đúng bả chứ. Quấn chi kỹ quá giờ mở con ra nè. Rồi bắt lên.
cảm không sốt rồi đi khám tổng quát luôn. Tự nhiên nha, gấp đi. Không ai gấp gì hết trơn vậy. Gấp cho quen cậu. Gà cá gặm đây. Nó nào phải ăn da nào quên này, cái nó miếng da đẹp. Không có cái này. Ăn nhẹ một chữ. Đó, đó, đó. Nó chia hậu mình. Chia hậu mình nó có. Nhiệm ảnh gia đứng vào lưng quay được à. Hello, xin chào chú Hoàng. Đặt cốc về bỏ vô chân gà. Chúng mới xịt mà nói thôi. Ông sao sao mà ông tâm ống này gì vậy? Chạy đâu nó gì vậy? Tôi biết rồi. Chạy ra số lộn á. Nó mua thuốc hút. Hồi nãy nghe nó mua thuốc hút á. Trong đây quên một bộ luôn. Buồn vậy? Đây nè, mấy con chim nè. Nhãn không kìa bồ. Em bán sớm đó. Thay đại đi chứ. Cũng ăn cũng đủ chân rồi. Sao mất nè. Trời ơi, có mấy trái này gì. Anh này để chút chưa ăn chơi thôi chứ không chịu mấy không được đi chơi rồi. Giờ mà thấy mướp rồi thì thêm dưới rồi. Ê, cái gì hả? Mình đi dạo nó ra, coi ra, mót hết đây, chỗ này nè. Thấy ok, chỗ này rồi đi. Nó có đá banh mà. Ta ăn cái là bá Vịnh dai không mà gắp không được chứ chân mới dở cái bá Vịnh mới đè xuống nè. Nó chạy vô nó tụi cái áo vô áo. Em bán cái gì vậy mà chạy? Hồi nãy mới được con gà đó. Bà Vịnh dai, mới gấp cái bà Vịnh cái tôi về nè. Nè, chạy nè, mới dở cái lên cái Vịnh dai. Chụp đi, quay đi. Đang quay nè. Rồi, vô. 1 2 3 Chúc mừng bà 5. Ủa bà 2 chứ. Bà 5 chứ. Bà 3 chứ, bà 2, 2, 3. Ủa gì bà 2, bà 3, bà 5. Bà 5 vậy? Giờ quay chị thấy nó chối cái ông kính quá à. Ông kính nó lé lé vàng vàng. À, bữa mới hái cái ông nói xịt thuốc. Gọi cái người ta ra, ta đi vô cái nói sao không ngái. Ngọt quá em. Ngọt kìa, ngọt lắm.
kìa. Ừ. Để thầy dẫn chuột mới dẫn ghe. Dẫn Thái. Dẫn Thái hả? Ngon ngon. Tiểu không à? Ba bà bảy phải. Đủ. Mà cái này lạc nhất nhở? Nè. Ôi gì đâu kìa. Thấy gì đâu? Ở đâu hả? Thấy hết rồi chị lo. Sao chùm này lạc quá vậy ta? Thấy hết rồi. Thấy chùm này ngọt rất ngọt. Thấy hết rồi. Thấy hết rồi chị. Thấy hết rồi. Thấy hết rồi. Thấy hết rồi. Thấy hết rồi. Qua đi. Không. Ăn trước trái nó phải hái, ăn trước trái nó ngọt hả? Rồi giờ dân địa nó có thử, thử chứ. Ngọt lắm. Chùm nó lạc á. Chùm nó hả? Ăn không thôi đi. Dạ. Ăn trước trái nó ngọt hả? Ăn cái nó ho. Ăn ăn lại đi cô. Để nhìn chùm nó ngọt. Không sao đâu ngã nè. Ho quá sao. Nè. Ô. Ai nhiêu thôi. Có gì đâu, cái cây nó kìa há luôn. Đó, 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 đó. Đấy. Đây. Có gì leo nè. Đó là bạn gì leo nữa. Này là chứng tỏ là nhẽ không có bán nè. Cái bình bát dây gì đó. Trái ăn ngọt á. Không không thích thú không bán. Trái bình bát ăn ngọt ngay à. Hả? Trái gì? Trái bình bát hả? Bình bát dây. Trái đó ngọt á. Trái đó ăn ngọt ngay à. Được, trái ngọt ngay à. Trái chưa ăn, trái lá ngọt. Trái đỏ đỏ ngọt ngay à. Không, đã nó ngọt ngay mà ăn chết gì. Có xay mà nấu chim rồi chứ. Chim. Ông chung không muốn bán cái xay tủ chim đúng không? À, chạy ghe không? Dạ lại không. Để nó lục lòng rồi. Tự nó lấy luôn, tự nó mở. Nó đi kiếm không kêu. Đi không. Anh ông lấy hút lên thôi. Dạ hết chưa? Con nước chứ. Con bự nè. Không có ngựa là thì không ở nhà luôn. Không ở nhà luôn hả? Rồi sáng không vào. Nấu hả? Nấu đâu biết nấu. Ai nấu vậy? Chị vợ chồng chị thấy chị lo. Chúc lại. Mừng món. Cái này heo ấy. Heo nhà heo của chị tí. Chị tí. Nó nuôi. Nó nuôi bầu rồi. Nó nuôi đẻ. Ngon quá hả? Nghe chị.
ngon quá à. Ăn cái nữa khỏi ăn nữa. Ăn một miếng rồi. Ăn nữa là ăn khỏi. Đừng xé nó quay. Đánh về đó.